Hôm nào hoa anh Thắng ơi, em tin tưởng anh. Gì? Xem màu gì để vào trắng à? Hai dòng hàng tám. Tuy là thời gian nó có vẻ cách xa nhau, nhưng mà em tin mọi người sẽ tặng em một cái gì đó nó xứng đáng với cái nhan sắc này và cái bản thân em. Anh nghe rồi, không quen cho lắm á, vãi ò. Hello anh Mạnh nha. Ê, mới vào anh đã bảo vãi ò là sao? Anh không khen em xinh à? Hả? Từ em ngồi này ăn cho thoải mái. Em không thể nào mà em ít khi em mặc được đồ bánh bèo mà ngồi được ở nó đâu. Anh chào vãi ò. Gì? Ờ đúng rồi, anh Tín ạ. Tại anh Mạnh. Vãi nã. Vậy là anh giận đây 6 tháng 8 mà giờ đã bàn rồi. Tại vì em thử lòng mọi người thôi. Hello Nam nha. Nít na. Em thôi là... Ê, thử lòng mọi người thôi. Hello anh Hùng, hello cục cưng, hello nữ anh Phúc. Em thử lòng mọi người thôi để xem cái hôm 26 tháng 8 sinh nhật em mọi người tặng gì em online. Nhưng mà không mọi người ạ, à, không như mong muốn. Em quá thất vọng về mọi người. Vờ to sẽ hơn cái con vờ nhỏ. Đấy anh cũng bạn. Ok, hiểu mà. Em hiểu cái lòng của mọi người như thế nào rồi. Anh Thắng ơi, anh Thắng tặng em to to, tặng em kiểu như Geneva đúng không? Con Ly đổi tới tên. Hello, hello xoay nải chào anh chị Chiến nha. Hình như mỗi tôi bị nửa. Ê, anh Thắng đây. Thế tóm lại là các anh có yêu em không? Hay là để thằng khác có yêu? À, tối em mặc bộ đen nhá. Hở dú. Ơ cứ nói to quá. Chết rồi. Ai cầm ba bích đi trước đi. Đấy tôi biết ngay mà. Bà tặng quà cái à? Mới tắm mà em vâng. Em mới tắm á. Hỏi thế thì chịu chứ biết sao giờ. Nhưng mà 26 tháng 8 sinh nhật em ấy, mong là các anh câu lập em thất vọng. Ok. Ôi, không có nhạc chán nhở. Mẹ chị ấy lâu về vãi nhở. Chết rồi, sao ra nhà mới em không có laptop thì mở cái gì nhỉ? À mở tivi. Nhớ đỡ khỏe. Em sắm đồ bao nhiêu thứ nữa nè. Sao bát đĩa các kiểu về nhà mới không? Sinh nhật tuổi bao nhiêu vậy em? Mẹ đừng nói tuổi được không? 22 ạ. 22. Sinh nhật em kệ em. Đấy tôi biết ngay mà. Các anh tồi tệ với tôi lắm. Mãi một người đâu. Em thương anh không? Em thương mọi người vãi ồ. Em ơi em đau đầu nhá. Em đau đầu em vẫn này cho mọi người ngắm. Vẫn xinh xỉu cho mọi người ngắm. Nhưng khi em nhắc đến sinh nhật của em thì mọi người lại bảo kệ mẹ em. Ok. Đấy đúng ngay mà. Đúng ngay mà. Thương mà còn vãi ồ. Mở nhạc đi. Nhưng mà chị em chưa về anh ạ. Diễn sâu đấy. Vãi ồ. Em nói thật mà. Em cả gan dám bỏ qua comment của tôi. Ủa em không thấy luôn ấy. Em nói xuân dai nha. Chả kệ mẹ em nhưng không kệ em. Ơi hay. Nhảy thôi nào. Anh ơi. Em bảo. Mẹ. Mặc váy này thì nhảy kiểu gì hả anh? Nhảy này hả? Má, không thấy đường cong luôn. Thì nhảy cái gì hả anh? Cái tướng ngồi quậy. Đây đây, em ngồi kiểu khác. Đừng Dung ơi, đừng nhảy. Ôi, em không nhảy đâu. Ê, anh nói gì mà anh xin em đâu. Nhảy anh cái mà em nhảy ấy. Xin nè, em cảm ơn anh hả? Sorry mà đòi công hắc baby này sao? Anh ơi, đợi em giàu em lắp
cái quả loa mẹ to hơn cái đầu anh. Anh đừng có chê em mà sorry anh nhá. Em không nhảy thật mà, em không nhảy đâu. Em không nhảy mà. Cười xinh thế nhỉ. Ui cười xinh tủa lóng luôn. Anh, nhà bên anh cháy chưa ạ? Hơi bị khét, lúc đấy khó thở lắm. Ô đợi đi, chắc chắn em sẽ lắp quả loa to hơn cái đầu anh vừa nãy anh nói á. Có hư hỏng không ạ? À? Chị hư nhưng không hỏng em nhá. Thành mà hiểu đành trẻ trâu. Sao em không trả lời là tivi màn hình vắng? À! Kệ em, anh tài trợ đi. Anh tài trợ em đi nắp đi. Anh Channing ơi, cho em. Ôi nhưng mà anh nhỉ, anh gái rồi. Xôi nhưng thiếu nào, em bảo anh gái giờ. Em ơi, mọi người cứ trêu em hoài à. Cũng có tí cong chứ không phải phẳng hẳn. Thì nó cũng có một tí tí gì đó. Một bộ nan giờ 80 triệu à? Ừ đúng rồi, tầm đấy. Sao còn tiền chị em bảo này. Sao còn tiền thuốc trị sẹo, sao còn đủ thứ, tiền dưỡng các kiểu ấy. Rơi tầm, nếu mà lắp bộ loa 80 thì phải rơi tầm 100 triệu mới đi làm đủ combo các thứ được. Hiểu không? Chứ không phải là cầm 80 là xong đâu. Ừ. 60, 70, 80, 120 triệu cũng có. Nhưng bộ loa về có sợ đi lại đập vào mặt xuống không? Không nha, em làm, nếu mà em làm thì em làm cái loại kiểu vừa tay. À, kiểu vừa vừa ấy, sao em còn đi tập gym nữa mà mọi người yên tâm. Em lúc em dáng ngon đi thì các anh hối hận. Đợi. Cứ đợi đi. Em sẽ thay đổi cho mọi người biết dung sinh phải ò nó như thế nào. Lấy tay ai để đo biết thế nào. Tay em là được rồi, em không có tay à? À, làm cái loại nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh vừa tay anh lắm. À, tay anh mới đúng. Siêu to khủng nổ luôn em ấy. Em xin đấy, sao em đi cụm này xuống à? Chịu. Em 2k2. Khi nào thì đi? Bao giờ có tiền thì đi à? Đập đá có khi còn vỡ. Ái à. Giờ chưa nhỏ nhỏ xinh xinh à? Giờ chưa nhỏ nhỏ xinh xinh. Mà độ làm gì em có được dùng đâu á? Nhưng mà đẹp. Cười. Anh Tuấn Phương vào từ bao giờ đấy, em không thấy luôn đi. Vòng thân đi em. Không, vòng eo của em tài trợ luôn. Chắc chưa? Chắc là tài trợ chưa? Không, eo em nhỏ mà. Có chịu ý. Không phải em không chịu ý đâu, tại vì mọi người cứ treo ấy, sao em buồn cười á. Mọi người cho em cái thơ má đi để nói chuyện tiếp, chúng ta sẽ sập xí tiếp lâu. Cho em cái kiếp mi đi mọi người. Kiếp, người ta phải đi xin nữa. Kiếp, tình cảm thế. Đúng là hạn mức nó chỉ đến thế thôi. Hai cái trái tim trên đầu rồi, hai cái trên má phải tuyệt vời hơn không? Nhanh lên cả nhà. Về lại mất gì kia, độ na về lại mất tiền đổi quần áo nữa. Ồ ha, không sao, vẫn nick được. Hôn môi cơ, hôn đi. Xin chào, chào Hoàn nha. Chào anh Tím. Hạn mức có giới hạn á. Thôi đi, bớt bớt đi, anh chỉ tặng cô gái thôi, anh muốn tặng cho em đâu. Hello Hưng nha, à Hùng. Vậy là nhìn em nhìn đói mà. Hello anh Tím, trời nóng, nó có lổ không em? Không, nó không lổ đâu điên à. Em giờ nhỏ mà nó đã bị kiểu nóng hay nó đã bị kiểu chỗ ấy em, nó đã chảy mồ hôi. Ờ, nó tỏ hay sao ta? Thì nó, nó lổ hay sao ta? Chắc không lổ đâu, giờ ai làm lổ thế để chết à, nó bùm bụp mấy cái chị kia là bùm bụp chết à? Không có đâu, không có đâu. Ngồi nghe phép đắc, đói hẳn tôi cảm nhận nữa mà.
Quá nhỏ, bó lửa chậm. To chắc hơi khó chịu. Không sao, em chịu được cái áp lực đấy mà. Không sao. Là có lời chí. Gì đây? Cảm ơn anh hỗ trợ gì? Tự nhiên mất 100 củ mua 2 cục xin thì còn. Không bao giờ có tiền cái gì chứ, nặng lắm cần người đỡ hộ. Vợ đi đâu mà tối mới nay dậy? Em mới đi đâu đâu, em ở nhà mà. Em nằm trên giường, em có quần quại trên đấy, em nghịch điện thoại. Độ về xong không thấy mặt trời bao giờ đó. Vừa tay anh đúng lúc ông này thì em bảo là làm vừa vừa thôi, nằm bé bé thôi, nằm to quá sao nhìn thấy mỗi cái đấy, có nhìn thấy mặt em đâu, sao các anh kêu mặt em thì chết à. Sao bà kêu ô yên tâm anh mà có 2 cục silicon, tiếc anh em đội về anh em rán má to quá rồi đánh mướp. Thế mới bảo là làm vừa vừa thôi, cho đồ nhỏ nhắn xinh xắn rồi vừa tay anh thì cần. Thì mà tham hiểm vùng tối with me nữa sao? Anh em nhiều tin nhắn lắm á. Anh Phong ơi, anh mới là người ngáo ấy anh. Anh bị sao ấy, đơ. Cảm ơn anh hỗ trợ ngạp xu nhá. Hello bé Niên này. Em chào Đi chị. cây không? Đi cây chơi. Chơi gì cũng được. Ok. Mời thêm đi, mời thêm đi. Không Thôi chơi chơi hay. hai thôi. Thế thôi, bye nhá. Khải thật đi là sao? Em gì? Sao mình lại follow bài nhỉ? À, em mình...